Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Ramma chaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li anh thi qua răng a ya cha tha san te tha sat tap ba ra chấp ca cha ti ca đề sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na danh cha ca văn su tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cô ta danh tơ ta tu sách cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba ri sa dạ mắt chê ê quan sa hâm bà tỳ râm ma pha ga quanh tăng a gia cha tha tuấn hi pha quê na tăng bùa thâu cà rôn nhê na thì qua sa già tán ha bùa tha gia bà nê na mì ga đa văn ta tô ga tô bản cha quát gia bà nờ nay dê à măng ba dê sĩ thâm ma tô ta tô ba phu tì sam bụt thô à nu na thâm ma đê sa năng ma ga quát sa ni đê sê si sa ta năn a tha sinh tha căng tệ na sa thu ai giờ phanh tê tài xê tu thâm mà đề sa năng sa pa di tha ba di sa gia a nu cam bam ca ta qua về vô minh duyên của các hành a cội căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắm ma biển ma vài năm chuyển đi về nên cầu đấng từ bi tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người đưa qua chốn tốt tươi yên tình na bờ niết bàn chẳng dính trần ai như đèn rọi suốt trong ngoài a chiều tia sang khắp các loài hận hoang và vi trong khải hoàng rầm rộ luật vi như đại cổ hoàng dương kinh như dây buộc trên trường a luận như mặt trong quẹt đường vô minh tứ diệu đế đó hình dùi trọng ma giống khoa tan giấc mộng trần gian a chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi quyết lòng mở đảo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hồ dư niết bàn
Rồi từ mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ sư đã có trước máy chưa bạch sư? Nếu sư có trước máy chưa, cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ sa tu lành tai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học duy diệu sao, duy diệu pháp sơ cấp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dân bích đến sư ạ. Sa thú lành thai. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi nhớ là mình đã học đến và mình đã học đến niệm quyền ha. Dạ, cảm ơn Phật tử Ái Minh rất nhiều. Nhãn quyền, nhĩ quyền, thủy quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, u quyền, xã quyền, ý quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền. Và mình đã học xong thượng quyền rồi ha. Vậy thì bây giờ mình tiếp tục sẽ qua cái phần định quyền. Samatthin Đề Ký Giác. Vậy thì bây giờ trước khi bắt đầu vào buổi giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Bhagavantan Apivadeemi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatthipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Nammami Lokassana Thang Varamuttamahang Buddhang Ca Dhammang Ca Bhannamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha giá. Kính thưa quý vị. Định quyền, Samatthin Đề Ký Giác. Vậy thì ở đây đó, trước tiên là chúng ta sẽ ôn lại cái định. Định có nghĩa là gì? Định nó là một cái tên gọi của tâm sở nhất hành. Đó. Mà khi mà cái tâm sở nhất hành này nè, tâm sở nhất hành này nó phát huy được sức mạnh tuyệt đối, một cái sức mạnh đó, nó tuyệt đối, thì lúc đó, thì nó sẽ trở thành Samatthin, Samatthi. Khi mà có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập một cái đề mục nào đó, chúng ta tập trung tâm của mình liên tục ở trên cái đề mục đó, một cách cũng như là chúng ta chú tâm vào đó mà chúng ta không có bị loạn động, không có bị loạn động, thành ra lúc đó, mới gọi là định. Cũng như quý vị thấy rằng một người mà khi mà người ta tu tập, khi mà do mình tập trung tâm của mình trên một cái đề mục đó, ví dụ như là hơi thở hoặc là đề mục đất, nước, lửa, gió hay là ánh sáng, hư không gì đó, thì chúng ta tập trung tâm của mình liên tục ở trên cái đề mục đó như vậy, thì lúc đó tâm của mình đó, lúc đó cái sự tập trung của chúng ta đó, nó sẽ phát sanh ra một cái ấn tướng.
Thì khi mà phát sanh ra một cái ấn tướng đó, thì lúc đó tâm của chúng ta đó là coi như là sẽ chú tâm mạnh vào đó. Thành ra lúc đó nó có chi tâm xuất hiện. Chi tâm xuất hiện có nghĩa là lúc bây giờ, lúc đó chúng ta không có bị lơ đễnh nữa. Chúng ta không có bị lơ đễnh, chúng ta không có bị phóng tâm nữa. Rồi chúng ta lúc đó chúng ta biết rõ được, chúng ta biết rõ được cái ấn tướng của cái đề mục mà chúng ta tu tập. Thành ra chúng ta biết rõ như vậy là lúc đó là chi tứ, chi tứ nó đã áp sát vô được cái ấn tướng đó. Rồi khi mà chúng ta có tầm, có tứ, chúng ta áp sát được ở trong cái ấn tướng đó rồi đó, thì lúc bấy giờ là tự nhiên là cái chi hỷ, có nghĩa là tâm của chúng ta nó hoan hỷ, nó hoan hỷ ở trong cái sự tu tập đó. Đó cũng như quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta tu tập thiền định không có được, chúng ta bị loạn động, chúng ta bị lao chao ở cái chỗ này chỗ kia, hoặc là ta nhớ cái điều này điều kia, là do chúng ta không có mà phát sanh được cái bi tí, không có phát sanh được cái hỷ đó. Thành ra chúng ta mới bỏ dở dang cái công việc mà chúng ta hành thiền đó. Mà hễ mà khi mà chúng ta mà làm cho mà có ấn tướng rồi đó, thì lúc đó tầm và tứ nó đã đi, nó đã nhận thức, có nghĩa là nó ở trong chú giải nói là có nghĩa là áp sát vào được cái ấn tướng rồi đó. Là cũng như lúc đó là chúng ta đã biết được, chúng ta đã biết rõ được cái ấn tướng, cái tâm của chúng ta lúc đó nó yên tịnh đến cỡ nào. Thì lúc đó là bi tí nó phát sanh, bi tí nó phát sanh. Thế mà bi tí phát sanh á, có nghĩa là hỷ nó phát sanh đó, thì lúc đó đó chúng ta được cái sự an lạc, chúng ta được cái sự an lạc. Khi mà bi tí mà nó phát sanh rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy mình ngồi mình an lạc ở trong lúc mà mình hành thiền. Lúc mà chúng ta khó chịu hoặc là chúng ta bực bội cái gì đó là do cái thân tâm của chúng ta không có được cái sự an lạc ở trong đó. Mà thể mà lúc mà chúng ta ngồi mà yên lặng, mà chúng ta theo dõi, chúng ta tu tập, chúng ta chú tâm ở trong cái đề mục đó được, là do mình có lạc, có hưởng được cái sự an lạc đó. Thành ra đó chúng ta mới ngồi, chúng ta hành thiền được lâu đó. Rồi chúng ta không bị loạn động, chúng ta không bị phóng tâm, chúng ta không bị chao động bởi một cái chuyện gì ở bên ngoài đó, thì đó là cái chi định nó phát sanh. Thì lúc bấy giờ mới gọi là cái định của thiền. Thành ra đó ở trong Bát Chánh Sam Phí Đa đó mới hỏi rằng là nếu mà chúng ta muốn tìm được chúng ta muốn tìm được cái định đó ở đâu, là chúng ta tìm ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Khi mà nói đến cái định của thiền thì chúng ta muốn tìm nó là tìm nó ở đâu, chúng ta muốn biết là chúng ta có định là những người mà người ta được sơ thiền, người ta có cái định của sơ thiền, cái định của nhị thiền, cái định của tứ thiền đó. Thì rồi kế tiếp với chữ quyền in lý giá, thì định quyền có nghĩa là này á, cái định quyền này á, sẽ cai quản cái gì con. Con thỉnh sư cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con không còn nghe được âm thanh của sư nữa à. Con chứng nhân mic đến sư.
À, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Và cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và lúc này internet nó rất lộn xộn lắm nên máy Nhật Bình hết nghe, không dám tự tin. Dạ, không dám tự tin là mình hết nghe, không dám tự tin là máy của sư có vấn đề, bên sư có vấn đề nên không có dám chắc lên. Dạ. Rồi không biết sao rồi, sư không có nghe được âm thanh Nhật Bình luôn, không thấy sư cho tín hiệu. Dạ, chắc mưa lớn lắm Trạng Đông ơi. Ôi, tại vì ảnh hưởng bão rồi. Dạ, sa thú con kính nhân mít đến sư. Dạ, alo, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không? Ôi, sao ngộ ha, chúng tôi nghe âm thanh của quý vị rõ hết, chúng tôi định thoát ra, nhưng mà nghe Phật tử Nhật Quỳnh nói rất là rõ, là chúng tôi mới đưa tay lên. Dạ, cái định quyền á, thì hồi nãy quý vị đã biết về cái định rồi. À, có nghĩa là lúc lúc bấy giờ khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đắc được những cái định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đó là gọi là lúc đó là cái tâm có định định của sơ thiền, định của nhị thiền, vân vân. Rồi bây giờ nói về định quyền á có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái định quyền này nó sẽ cai quản những cái pháp nào đồng sanh, sẽ hòa nhập vào cái đối tượng, có nghĩa là khi mà những cái pháp này nó hướng, khi mà cái tâm của mình tu tập mình hướng đến cái đề mục á, mình hướng đến, mình tập trung lên cái đề mục á, thì do cái định quyền này nè, là nó có cái quyền hành, là nó làm cho những cái pháp mà đồng sanh ở trong cái tâm đó hướng đến cái đối tượng, không có bị chi phối. Thì vậy thì những cái pháp đó là những cái pháp nào? Ví dụ như chúng ta tu tập, chúng ta theo dõi đề mục hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Thì lúc đó, một cái tâm đại thiện của chúng ta nó sanh lên, nó có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục rồi đó. Đó có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, thì lúc đó cái định quyền này nè, nó làm cái nhiệm vụ, nó làm cái nhiệm vụ là tập trung những cái tâm sở đó, nó sẽ hướng, hướng tâm đến đối tượng. Thành ra đó thì cái ai mà làm cái nhiệm vụ đó đó, ai mà làm nhiệm vụ đó thì mình gọi cái người đó là định quyền đó. Ai mà làm cái nhiệm vụ đó thì mình gọi cái người đó là định quyền. Vậy thì cái tâm sở nào á mà lúc đó nó làm cái vai trò đó, nó làm cái nhiệm vụ đó, thành ra mình gọi nó là định quyền. Gọi nó là định quyền. Vậy thì cái chi pháp á, cái chi pháp của định quyền có nghĩa là tâm sở nhất hành. Chi pháp của định quyền là tâm sở nhất hành đó. Rồi vậy thì đối với khi mà ở đây á, chúng ta có thêm một cái phần này nữa. Nếu mà mình á, mà muốn nuôi dưỡng, mình muốn nuôi dưỡng hoặc là mình muốn tu tập cho tâm của mình có định, mình muốn nuôi dưỡng hoặc là mình tu tập cho tâm mình có định thì mình phải làm sao quý vị? Thứ nhất á, là chúng ta lánh xa cái người mà phóng dật, cái người mà phóng dật, chúng ta muốn tu tập về định hoặc là chúng ta nuôi dưỡng định quyền, thì thứ nhất chúng ta phải lánh xa những người mà có cái tâm phóng dật, Bamado đó. Đó chứ quý vị thấy rằng á, nếu mà chúng ta mà tu tập mà bây giờ mà chúng ta muốn tu tập để mà chúng ta có định, hoặc là chúng ta có định rồi mà chúng ta an trú và chúng ta muốn nuôi dưỡng về cái định đó, mà bây giờ chúng ta ở gần những cái người mà tối ngày người ta cứ vỗ tay rồi người ta nhảy, người ta hát, hoặc là người ta giỡn, người ta cười đùa đồ này kia,
Thì hỏi làm sao mà tâm của mình nó yên lặng được quý vị. Thật ra đó mình á, đối với những cái bậc mà có những cái pháp va si á, là có nghĩa là những cái vị mà người ta thuần thục, là người ta tu tập về định mà nó thuần thục, thì những cái vị đó thì ở đâu cũng được hết, là đứng ở trước nhà thí chủ là nhập định cũng được. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh đó, mình thấy có những vị trưởng lão những vị tỳ khưu đi khất thực là đứng ở trước nhà thí chủ, thí dụ như ngài Suất Vô Tý, ngài đứng ở trước nhà thí chủ là ngài nhập cái định của tâm từ, có nghĩa là ngài an trú vào cái thiền tâm từ, để chi quý vị, để cho cái vị thí chủ đó cúng dường được cái phước lớn. Thì đối với những cái ngày đó, đó là do thuần thục quá rồi, là do coi như là già dặn và thuần thục ở trong những cái thiền tâm từ hoặc là những cái thiền định rồi đó, thành ra đó là coi như là các cái vị đó dù đi đâu mà cũng không có bị chi phối. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta muốn tu tập về định quyền hoặc là chúng ta muốn tu tập về cái tâm của chúng ta đó, mà có định đó, chúng ta muốn tu tập mà cái tâm của chúng ta mà có định đó, thì coi như là chúng ta phải lánh xa những người mà cái tâm của người ta không có an trú, tâm của người ta bị phóng dật, bị lơ đễnh đó, thì chúng ta phải tránh xa cái người đó. Rồi thêm một cái nữa là chúng ta phải thân cận nè, chúng ta cung kính nè, chúng ta học tập nơi cái người mà có định. Đó thì quý vị thấy rằng thường thường có nhiều khi chúng ta thấy người ta tu thiền chúng ta cũng không có nên mà chúng ta nói này nói kia, chúng ta không có nên nói này nói kia. Quý vị biết có nhiều có những cái lúc chúng tôi hướng dẫn các vị ở trong chùa đó, thật sự ra đó mình tu tập thì không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có định được, hoặc là không phải mình tu tập một sớm một chiều mà chúng ta ngồi chúng ta hành thiền được, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng như cái lời của Đức Phật dạy như vậy đó. Đức Phật dạy giống như cái con trâu hoang mà người ta đem về người ta thuần phục nó, có nghĩa là người ta cột nó ở trong một cái cọng cây, rồi nó cứ dùng nó nhảy riết, chừng nào mà nó nhảy nó mệt mỏi nó đã rồi thôi nó hết nhảy nữa. Thì đối với cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, chúng ta ngồi chúng ta hành thiền thì coi như là chúng ta cũng bị chi phối bởi cái chuyện này, chi phối bởi chuyện kia, nhưng mà một hồi chúng ta vật lộn với nó một hồi, có nghĩa là hãy mà nó chi phối chúng ta kéo tâm lại an trú ở trong đề mục, hãy mà nó chi phối nữa kéo tâm lại an trú ở trong đề mục, thì một hồi là chúng ta sẽ thắng nó, một hồi chúng ta sẽ thắng những cái sự phóng dật đó. Thành ra quý vị biết chúng tôi mới khuyên là những cái thành viên ở ở trong một cái ngôi chùa đó, thì tới giờ đó đó là mình phải tới giờ đó đó là mình phải ráng mình tu tập, mình ngồi mình hành thiền. Nếu mà mình ngồi không được lâu á, mình ngồi 10 phút, mình đi kinh hành 10 phút, rồi một tuần lễ, một tháng sau gì đó, chúng ta ngồi 15 phút, rồi chúng ta đi kinh hành 15 phút. Riết như vậy á, thì nó sẽ quen. Quý vị biết ngày xưa á, chúng tôi chưa có gặp Phật giáo Nguyên Thủy á, chúng tôi gặp người ta ngồi thiền á, chúng tôi cũng ham lắm, cũng thích lắm, mà không có ai dạy hết. Thì tự nhiên lúc đó chúng tôi mới lập ở trong tâm của chúng tôi là cứ ráng tập ngồi đi, cứ ráng tập ngồi đi, rồi mình ngồi như vậy đó, rồi từ từ mai mốt này á, mình sẽ gặp được cái người nào đó người ta chỉ mình cái phương pháp hành thiền, thì lúc đó mình không cần mình tập về những cái tư thế ngồi đó, mà lúc đó mình chỉ cần mà chú tâm vào để tu tập thôi. Đó thì quý vị thấy rằng là coi như là mình ngồi như vậy á, nó có nhiều cái lợi ích trong khi mình ngồi mình tu tập đó. Thành ra đó, nếu mà những cái người nào á, mà người ta mà ưa nói đụng chạm đến những cái người đó, những cái người mà người ta đang tu thiền đi, ví dụ nói thời nay tu thiền có ai đắc thiền đâu, cũng mày đặt tu hoặc là ngồi đó liên nghiêm đồ này kia,
Thật sự ra đó, mình mà đụng chạm đến những cái vị đó, đó nó rất là nguy hiểm. À, nó rất là nguy hiểm quý vị. Hồi chiều chúng tôi đọc một cái bài viết của sư Tội Khanh, ngài sư Tội Khanh viết lâu rồi quý vị, kể về cái cuộc đời của hòa thượng Tịnh Sự mà lúc mà mới đi tìm đạo đó, mới đi tìm đạo đó quý vị. Thì trong cái khoảng thời gian đó, đó là ngài đi từ ở bên Campuchia, bên Miên á, ở trong đó viết là bên Miên, đi từ Campuchia mà xin qua bên Thái Lan để mà đi tìm cái cuộc tu này đó, đi tìm cái chỗ mà để mà học nó quý vị. Thì lúc đó là hải quan nó không cho, hải quan nó không cho ngày không có, cũng như là không có chứng nhận, không có đóng dấu để cho ngài đi. Lúc đó ngài cũng đứng, ngài năn nỉ, ngài năn nỉ cái ông hải quan đó riết, ngài năn nỉ cái ông hải quan đó hoài. Rồi ông hải quan đó đó, ổng bực mình á, ổng mới lấy cái thước của ổng á, cái cây mà để ở ở trên cái bàn làm việc của ổng đó, ổng mới đánh lên đầu hòa thượng ấy. Cũng như là ổng chỉ có khỏ mấy cái nhẹ vậy thôi. Mà quý vị biết rằng á, là cái ông hải quan đó là ổng vừa khỏ xong cái là coi như là ngay lập tức lúc đó là ổng ôm đầu ổng nhức, ổng ôm đầu ổng nhức mà ổng lăn ở trên đất, ổng lăn ở trên đất luôn, mà đang mặc đồ làm việc, đang mặc đồ hải quan làm việc đó quý vị, mà ổng phải ôm đầu ổng lăn, lăn qua lăn lại tại cái chỗ đó. Thì lúc đó đó, những cái người mà làm chung á, người ta mới nói rồi ông đụng phải những cái người thầy chùa mà người ta có đức độ rồi, thành ra đó, ông đụng tới mấy người này là ông chết đó. Thì cái ông hải quan á, lúc đó ông mới sợ, ông mới hỏi vậy thì bây giờ phải làm sao. Thì người ta lúc đó người ta mới nói rằng là bây giờ á, là thứ nhất á, là ông phải xin lỗi, có nghĩa là mình sám hối đó, phải xin lỗi cái vị đó. Rồi ông lập tức á, ông phải đóng mộc cho cái vị này á, đi qua được cái cửa khẩu này đó, thì là lập tức là ông hết, ông bị hết bị đau đầu. Thì thiệt tình là khi ông đó đó, ông làm xong như vậy á, làm xong theo cái lời của người ta chỉ với quý vị, là coi như là ông hết nhức đầu liền, là y như thuốc tiên vậy đó, giống y như thuốc tiên đó. Thành ra đó, chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra đó để chi vậy quý vị, để chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái người tu tập, dù cho họ đang đi hay là họ ngồi hành thiền mà có bị ngủ gục, hoặc là có bị phóng tâm, có nhiều khi chúng ta cũng không nên nói quý vị. Tại vì mỗi cái người nó có một cái nghiệp riêng, mỗi con người nó có một cái nghiệp riêng, chúng ta không có được đụng chạm. Có những, chúng tôi cũng có thấy những người người ta ngồi ở trên thiền đường hoặc là ở trên chánh điện để mà người ta hành thiền, người ta cũng bị hôn trầm thị miên, gục gạt rất là nhiều đó. Chỉ trừ những cái trường hợp có nhiều người là người ta bị như vậy mà người ta không chấp nhận thôi, mà thật sự ra đó mình cũng không nên nói. Nếu mà chỉ trừ khi nào mình là một cái vị thiền sư, mình là một cái vị thiền sư đó, và thì mình mới chỉnh. Mà quý vị thấy rằng thường thường cái vị thiền sư người ta chỉnh, người ta chỉ, người ta hướng dẫn, chứ không bao giờ mà người ta đả kích, không bao giờ mà người ta chê bai hết. Quý vị biết á, có những lúc á, chúng tôi khuyến khích á, những người mà ở trong chùa á, lên chánh điện hành thiền. Có lần đó có vị sư á, cái vị sư đó nói sao quý vị biết không? Nó mấy người đó hành thiền gì, giống như ôm cái cột chùa á, là sợ chắc người ta vô người ta tháo cái cột chùa đi đó, thành ra làm cho những cái người đó người ta cũng như là người ta buồn quý vị, người ta khó tu tập. Thật sự ra đó, có những cái người người ta tu ngộ lắm. Thế mà quý vị nói ráng đi, ráng tu tập, mình tập ngồi gì đó, rồi từ từ mai mốt mình gặp được cái vị nào chỉ cho mình cái cách tu mà nó thích hợp, rồi mình tu theo cái vị đó như vậy đó, thì lúc đó mình khỏi cần tập cái tư thế ngồi đó, thì những người ta sẽ tinh tấn để mà người ta tu tập. Còn mà mình nói người ta ngồi đó giống như là giữ cái chùa hoặc là giữ cái cột chùa đồ này kia đó, người ta nghe, người ta buồn quý vị.
Mà có những người người ta buồn tu không được. Ở trong cái cuộc tu này nó lạ lắm. Cái cuộc tu này, thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái room này cũng vậy. Tuy rằng quý vị mà nghe pháp nhiều thì nghe pháp nhiều, nhưng mà thử mà ai mà chê mình cái gì coi, giận liền giận liền, không có chịu được, nó bị chi phối mình chịu không được. Đó, thành ra đó chúng tôi thấy cái chỗ này hay, thành ra chúng tôi đem ra chia sẻ với quý vị. Mình đó, thứ nhất đó, là mình đánh xa những cái người mà người ta bị phóng tâm, người ta bị phóng vật. Rồi thứ hai á, mình thân cận mà mình phải cung kính nữa nha quý vị, chứ không phải mà thân cận để mà chọc ghẹo. Thân cận rồi chúng ta phải cung kính, rồi chúng ta phải học tập, chúng ta để ý cái vị đó, cái cách đi đứng của vị đó, hoặc là cái cách mà ăn uống của vị đó cũng vậy. Thật sự ra quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập về thiền định, thiền quán gì cũng vậy. Ở trên thiền đường, ở trên chánh điện, chúng ta tu tập như thế nào, khi mà trở về cốc liêu, trở về phòng của chúng ta, hoặc là đang ở trên bàn ăn, thì chúng ta cũng phải có cái sự chú tâm. Có nghĩa là chúng ta không để những cái động tác của chúng ta bị thất niệm. Thì từ từ như vậy đó, thì lâu ngày nó mới phát sanh được, lâu ngày nó mới phát sanh được định quý vị. Đó, có nhiều người người ta coi những cái điều này nó nhỏ, những cái chi tiết này nó nhỏ, nó không cần gìn giữ, cái này nó sẽ là sai lầm. Cái này nó sẽ sai lầm. Thành ra đó, ở đây á, là ở trong các vị trưởng lão, các vị dạy cho chúng ta, ngoài cái chuyện mà chúng ta thân cận, chúng ta cung kính rồi, thì chúng ta cũng phải học tập. Mà chúng ta học tập bằng cách nào? Chúng ta nhìn cái người đó, người ta đi có cái sự chú tâm, hoặc là người ta làm cái công việc gì đó cũng có cái sự tập trung, thì mình sẽ học theo cái cách đó. Thì những cái lúc đầu có thể là mình học, mà mình học được nhiều cái động tác, nhưng mà mình chỉ thực hiện được 2-3 cái động tác thôi. Nhưng mà dần dần mình sẽ tìm được, dần dần chúng ta sẽ học được mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, lâu ngày nó sẽ được đầy đủ. Đó là cái đó là gọi là học tập nơi cái người mà có định, từ những cái động tác, từ những cái chi tiết cho đến cái đề mục, rồi cho đến những cái lúc nào mà tâm của chúng ta bị chi phối, hoặc là tâm của chúng ta bị phiền não nó cuốn hút vân vân, thì chúng ta cũng đi đến với cái người đó để mà chúng ta hỏi, để mà chúng ta học, để mà chúng ta biết, để mà chúng ta diệt trừ được những cái sự mà phóng tâm đó. Rồi cái điều quan trọng nữa là cái điều thứ ba, cái điều thứ ba là mình phải suy xét về thiền, thiền giải thoát. Đàn chúng con không còn nghe âm của sư, con mít trở lại. Nếu sư nghe âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, con tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Thiền quán phải suy xét vậy. Từ lâu thượng ngân nghe vì cô
Sư đã rớt mít rồi. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Sư nghe được âm thanh con không bạch sư? À, sư cho con một tín hiệu. Dạ, con kính nhận mít đến sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, chắc... chắc cá mập nó cắn đường dây, cắn gì nè, tôi Việt Nam. Bữa chúng tôi nghe vì có một vị nói với chúng tôi nói sao cá mập này ngộ, nó cứ lựa đường nét của Việt Nam nó cắn mà. Chúng tôi trở lại với cái vấn đề thứ ba. Cái vấn đề thứ ba đó là chúng ta phải suy xét về thiền định và thiền giải thoát, có nghĩa là cái thiền quán đó quý vị. Suy xét có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nhiều cái cấp độ thì nếu mà đối với những người nào đó, người ta có học ở trong kinh điển thì người ta biết rằng là do mình tu tập mình có định rồi mình mới có thần thông, hoặc là mình có định rồi mình mới có tuệ. Thì những người đó là người ta sẽ tìm cách, là người ta thích, là người ta tìm cách cũng như là người ta quan hỷ ở trong cái sự tu tập đó, là thành ra người ta tìm cái cách để mà người ta tu tập thì mình suy xét là bằng cái cách đó cũng được đó. Rồi nói về trong thời nay, là nói về trong thời nay, thật sự ra đó quý vị biết, những cái lúc mà chúng tôi đi nuôi bệnh á, mà chúng tôi có ở trong bệnh viện á, nhất là cái thời kỳ mà ở trong bệnh viện với hòa thượng trưởng lão đó, thì lúc đó chúng tôi nghĩ rằng á, cái bệnh nhân mà ung thư rồi nó nhiều mà không có bệnh nhân nào mà chịu nổi cái đau đớn á, à, thấy đa phần hình như là hồi xưa tới giờ không có bệnh nhân nào mà chịu nổi về cái sự đau đớn đó. Thành ra lúc đó chúng tôi mới ngồi chúng tôi suy nghĩ chỉ có ở trong Phật giáo của chúng ta mới có được những cái phương pháp để mà chống lại cái đau đó thôi, cũng như quý vị thấy rằng cái vị Phật độc giác khi mà bị cái anh chàng mà bún sạn tiền thân của Sunakata đó, à, cái anh chàng đó anh búng cái viên sạn vô cái lỗ tai của ngài đó, à, mà nó xuyên từ bên đây qua bên kia luôn. À, ở trong kinh đó, nói rằng là lúc đó nó cái lỗ tai của ngài rất là đau, à, rất là đau, rất là nhức một cách khủng khiếp, nhưng mà ngài vẫn dùng thiền định, à, và ngài vẫn nhập thiền, à, đi về tới trú xứ của ngài, rồi lúc đó ngài mới viên tịch như bạn. Ngài mới viên tịch với các bạn. Thì ở đây mới cho chúng ta thấy rõ ràng là đối với cái thiền định thì chúng ta sẽ ức chế được những cái cơn đau. Thành ra có những cái lúc đó chúng tôi ngồi ở trong bệnh viện, chúng tôi nghĩ rằng là phải chi mà mình biết những cái pháp môn này đó, mình tu tập nó sớm tí xíu, quý vị, nó sớm tí xíu cỡ 10 năm về trước đồ này kia, thì là coi như là mình mới có cái khả năng, có cái khả năng để mà mình ức chế được những cái cơn đau. Thật sự ra quý vị biết rằng trong những cái thời gian cái mùa dịch vừa rồi đó, chúng tôi được có cái thời gian để mà mình suy nghĩ, rồi mình đọc ở trong những cái phương pháp của thiền định, thiền quán, rồi khi mà mình đọc xong rồi đó mà mình thành đó, thì mình cảm thấy nó rất là quan hỷ ở trong đó. Đó, thành ra đó chúng tôi mới nghĩ rằng là đối với những người nào mà có cái sự tu tập về thiền đó, mà mình luôn luôn có cái sự nhắc nhở ở trong tâm của mình an trú ở trong cái đề mục mình tu tập đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nhờ như vậy đó mà nó sẽ giảm bớt được những cái tâm hốt hoảng, khi mà chúng ta có chuyện gì chúng ta xảy ra,
Hoặc là nhiều khi mà chúng ta bị đau bệnh quá đó, thì cũng nhờ nhờ cái sự định tâm. Thì mình không được, cái cận định hoặc là an chỉ định, nhưng mà mình cũng được những cái sát na định đó, những cái sát na định đó để mà làm cho cái sự hốt hoảng của mình nó không có sanh lên, hoặc là nó cũng giảm bớt được những cái sự đau đớn. Chứ lúc đó, bây giờ đó, lúc đau bệnh đó, giờ mình biết than trời hoặc là trách đất cái gì nữa đó, thì nó chỉ có mình an trú tâm của mình vào trong đề mục thôi đó. Thành ra chúng tôi muốn nói những cái điều này để làm chi? Để cho chúng ta suy xét, chúng ta suy xét cái lợi ích khi chúng ta tu tập về thiền định, hoặc là cái lợi ích khi mà chúng ta tu thiền, chúng ta được cái lợi ích cái gần nhất này, gần nhất này là có thể chúng ta sẽ ức chế được những cái cơn đau, hoặc là chúng ta không bị hốt hoảng, không bị dao động khi mà mình gặp những cái chuyện nguy hiểm. Còn ở trong tương lai đó, thì mình có được cái gì quý vị? Mình có được cái hạt giống, cái hạt giống của minh và hạnh, mình có được cái hạt giống này đó. Thành ra đây là cái cách để mà chúng ta suy xét, chúng ta thấy được những cái lợi ích đó thì chúng ta mới tìm đến để mà chúng ta tu tập đó. Rồi cái đó là cái phần nói về cái định quyền, nói về cái định quyền. Cái kế tiếp là tuệ quyền, tuệ quyền bên nhiên đời lý giá, bên nhiên đời lý giá, bên nhiên đời lý giá có nghĩa là Banya cộng với Indriya. Banya có nghĩa là trí tuệ, Banya có nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ, trí tuệ có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự mà thấy rõ, hiểu rõ, thấy rõ, hiểu rõ, hoặc là cái sự mà hiểu biết chân chánh. Mà hiểu biết chân chánh này á, nó phải từ đâu mà có quý vị? Từ đâu mà có? Từ cái trí văn của chúng ta, trí tư của chúng ta, trí tu của chúng ta đó, nó phải dựa trên cái nền tảng đó đó, chứ không phải mà tự nhiên mà chúng ta có được cái banh nha này, không phải tự nhiên mà chúng ta có được cái banh nha này. Cái trí tuệ là cái sự mà thấy đúng, hiểu đúng, biết đúng, mà chúng ta phải dựa trên đâu? Chúng ta phải dựa trên cái nền tảng là cái trí văn, trí tư, trí tu đó. Chúng ta dựa trên cái nền tảng đó đó thì mới gọi là banh nhà đó. Vậy này đó, cái trí tuệ là kính bạch đại đức pháp tín châu rung, không còn nghe tiếng đại đức nữa. Con xin cùng tiếng đại đức trở lại. Nam mô Bụt Tha. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi chưa? Lâu lâu nó bị gì ha. Rồi, tệ quyền, banh nhìn đời lý giá, có nghĩa là trí tuệ, trí tuệ. Vậy thì tệ quyền này á, là cái sự mà hiểu biết, hiểu rõ pháp,
hiểu rõ pháp. Con vậy thì khi mà nói về cái trí tuệ hoặc là cái quyền này đó, có nghĩa là lúc đó cái trí của chúng ta thấy được cái gì quý vị? Thấy được nè, cái này là khổ nè, cái này là khổ đế nè, cái này là tập đế nè. Đó, cái trí tuệ của chúng ta thấy là thấy cái điều đó đó. Thấy cái này là khổ đế nè, cái này là tập đế nè, cái này là diệt đế nè, cái này là đạo đế nè. Đó, thì như vậy đó là gọi là trí tuệ, hay là còn gọi là tự quyền. Đó, vậy thì đối với cái banh nhìn đời lý giá này á, tự quyền á, cái chi pháp á, chi pháp là cái gì quý vị? Trí tuệ tâm sở hay là sở hữu trí? Tâm sở hay là sở hữu trí tuệ? Cái chi pháp của tự quyền là tâm sở trí hay là sở hữu trí? Nhưng mà chúng ta muốn tu tập hoặc là chúng ta muốn phát sanh được trí tuệ thì chúng ta cũng phải cần có những cái pháp này. Có nghĩa là thứ nhất là lánh xa cái người ác tội, lánh xa cái người ác tội. Ác tội ở đây là có nghĩa là tránh xa những cái người mà người ta không có trí á quý vị. Phải nói là mình không có dám dùng cái chữ ngu. Mình tránh xa những người mà không có trí. Lánh xa, đúng rồi, lánh xa cái người ác tội. Ác tội ở đây có nghĩa là ác tội ở đây nó không có chi pháp. Mình đừng có nghĩ là cái sở hữu trí này mà sanh ở trong tâm bất thiện nha. Hỏi trí tuệ là chi pháp là sở hữu trí tuệ phải không? Tâm sở trí phải không? Rồi hỏi ác tuệ là cái chi pháp là gì? Mình nói sở hữu trí mà sanh ở trong tâm bất thiện là chết đó nha. Nên là chết thiệt luôn á. Đó, đánh xa cái người ác tuệ, cái người thiểu trí đó. Có thật sự ra đó, mình lánh xa đó là không phải là mình ghét người ta, quý vị. Không phải là mình ghét người ta. Người ta cần cái gì đó, người ta hỏi mình cũng trả lời. Người ta cần cái gì mình giúp, nếu mình có khả năng mình cũng giúp. Nhưng mà mình chung đụng, mình qua lại, hoặc là mình kết bạn, mình không kết. Nếu tìm không được bạn đường bằng mình hay hơn mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Đó, có nhiều người ta nói, ủa, đạo Phật là từ bi và trí tuệ mà. Sao mà lánh xa? Sao mà lánh xa những người mà thiểu trí? Mình lánh xa có nghĩa là mình không kết bạn, mình không đồng hành, mình không đi chung thôi, không đi chung đường thôi. Còn nếu mà người ta cần, người ta cần mình giúp, mình cũng giúp. Người ta cần, người ta hỏi mình cái gì đó, mình cũng trả lời. Mình có thể giúp người ta được cái gì, chia sẻ được với người ta cái gì, cái điều nào thì mình cũng phải chia sẻ với người ta, chứ không phải là mình xua đuổi, không phải là mình ghét gì người ta hết. Đó, thành ra đó, đối với cái thứ nhất là chúng ta lánh xa cái người ác tội. Đó, rồi cái thứ hai thì chúng ta phải thân cận, rồi cung kính, học tập theo bậc trí. Đó, cái điều này là coi như là chúng ta muốn có được trí tuệ thì ngoài cái chuyện mà lánh xa cái người ác tội rồi thì chúng ta phải có cái sự thân cận, cung kính, rồi gần gũi, học tập theo cái bậc trí. Đó, chúng ta học tập theo cái bậc trí giống như là cái vị đệ tử của Ngài Cassapa đó. Cái vị mà hiền lành đó quý vị. Cái vị mà hiền lành đó, coi như là lúc nào cũng theo hầu thầy của mình, bằng cách này bằng cách kia. Nhưng mà cái người mà đồng phạm hạnh với mình á, có những cái tật xấu á, thì mình cũng không có cũng như là có cái sự mà phản kháng này, để thầy của mình sẽ dạy dỗ cái vị đó. Đó, cái vị này chỉ có biết rằng là cái nhiệm vụ của mình là theo hầu thầy, theo học của thầy, thầy mình làm như thế nào, mình làm như vậy
Tại vì thầy của mình là một bậc trí, một cái vị A-la-hán mà, một cái vị A-la-hán, thành ra mình không có lo về cái điều đó. Đó là cái điều thứ hai là thân cận, cung kính, học tập theo cái bậc trí. Rồi cái điều thứ ba nữa là chúng ta cũng phải quán xét những cái pháp thâm sâu. Có nghĩa là mình muốn có trí tuệ thì mình phải quán xét những cái pháp thâm sâu. Những cái pháp thâm sâu có nghĩa là những cái pháp nào? Những cái pháp thâm sâu có nghĩa là những cái pháp mà dẫn đến giác ngộ. Nó những cái pháp thâm sâu là mình quán xét những cái pháp thâm sâu. Thì những cái pháp thâm sâu đó là những cái pháp nào? Những cái pháp mà dẫn đến giác ngộ, dẫn đến mình càng ngày mình càng có cái sự phát triển về tâm linh của mình, về cái đời sống tu tập của mình. Thì những cái pháp đó là những cái pháp thâm sâu, chứ không phải là những cái học nghệ ở thế gian, quý vị. Những cái học nghệ, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường phái khi mà người ta vô tu rồi đó, thì người ta thích trồng lan nè, học về trồng lan nè, trồng những cái hoa lan, rồi có thích học cái cách để mà làm tương nè, rồi học cái cách làm chao nè, rồi học cái cách trồng rau, vân vân. Thì nếu mà bây giờ mà mình nói mình tu để mà phát sanh trí tuệ, mà tối ngày mình cứ đi tìm, mình cứ đi tìm những cái nghề đó mà mình học, mình làm, thì sao được? Đó, thành ra đó, ngoài cái chuyện mà đánh xa cái người ác tội rồi, mình thân cận, mình cung kính với cái bậc trí rồi, thì cái chi thứ ba nữa là mình phải quán xét những cái pháp thâm sâu. Mà những cái pháp thâm sâu này là những cái pháp mà đưa đến giác ngộ, chứ không phải học những cái cách làm đậu, làm tương rồi này kia đó. Hoặc là những cái pháp mà nó thuộc về thế gian, những cái nghề nghiệp, hoặc là những cái chuyện mà thí dụ như hồi đó quý vị biết có nhiều người người ta thích đọc những cái sách nó liên hệ với đời. Người ta muốn rằng coi như là cũng như là mình tu thì mình phải biết đời và đạo. Thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà đối với đời đó, thì cái người đời đó, họ sẽ giỏi hơn mình, họ sẽ giỏi hơn mình rất là nhiều, quý vị. Nhưng mà tại sao họ tìm đến mình? Tại sao? Là tại vì người ta không có biết về 37 phẩm trợ đạo, người ta không có biết về cái vi diệu pháp này, thành ra người ta mới tìm đến. Chứ thật sự ra bây giờ thí dụ như là đối với ở trong cái lớp học này đi, nếu mà nói mà những vị tu sĩ mà giờ mà kêu mình viết văn á, sao mình viết lại người đời, mình viết một cái bài diễn văn để mà khai mạc một cái lễ hội gì đi, thì không thể nào mà mình viết hơn người đời được. Hoặc là bây giờ mình viết một cái bài văn mà mình tả về cái tình mẹ hoặc là tình quê hương gì đó, mình không thể nào mà mình viết hơn, mình viết mà giỏi hơn cái người đời được. Đó, vậy thì tại sao mà cái người đời người ta đến, người ta tìm mình, quý vị? Tại vì mình biết cái bài kinh này, cái bài kinh kia, hoặc là những cái chi phần ở trong giác ngộ, nghĩa là mình biết được 37 phẩm trợ đạo được này kia, vân vân. Hoặc là mình biết được những cái môn học vi diệu pháp đồ này nọ. Thành ra đó, cái người đời người ta mới đến để mà người ta học những cái điều này. Đó, thành ra đó, ngoài mình muốn phát sanh được trí tuệ thì mình phải tìm những cái pháp mà đưa đến cái giác ngộ. Còn đối với những cái pháp mà nó thuộc về đời đó thì sẽ có người đời, người ta sẽ phát triển, người ta sẽ làm, người ta sẽ tìm tòi, người ta học ở trong đó. Mình cũng không cần tâm đến đó, không phải là mình có cái sự lơ là, nhưng mà mỗi người một việc, mỗi người một việc. Cái người ở tại gia người ta làm cái việc đó, đó. Còn cái vị ở xuất gia đó thì phải làm cái công việc này đó. Vậy thì đối với tuệ quyền có nghĩa là cái sự hiểu biết đúng đắn, một cách rõ ràng
Hay mà nói một cách chính xác á, tùy quyền cái trí hiểu biết được đây là khổ, đây đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Cái chi pháp của tùy quyền á, là sở hữu trí tuệ hoặc là tâm sở trí đó. Rồi nếu mà chúng ta muốn tu tập để mà phát sanh trí tuệ thì chúng ta phải lánh xa những người ác tội. Rồi chúng ta phải thân cận, cung kính, học tập theo cái bậc trí. Rồi chúng ta phải quán xét những cái pháp thâm sâu. Thì như vậy đó thì mới phát sanh được cái trí tuệ, hay là phát sanh được tuệ quyền. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta học được có hai quyền nữa thôi là định quyền và tuệ quyền. Là nó đã hết thời gian rồi, để kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục mà chúng ta sẽ học nữa. Nên chúng tôi xin được dứt lời với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và cũng xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời địa thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ở xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càn thác bà, ngạ quỷ, atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phúc mạch phúc mài, chư thiên chúa diêm vương, chư vị thầy tổ, mong các ngài hưởng được cái phút này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa phú, sa phú. Chúng con kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, thượng tọa Minh Hạnh đã rời rinh kính thỉnh đại đức Phật Tính chúc phúc cho rung. Dạ. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya đê quá ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin tham ma đa đề na pa văn tu vụ chi ta so thiên ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sappa na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vu pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha put ga la sang kho ho tu sa mắc ngô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thầm ma cha ri nô út thêm sầm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại được tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.